Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Phan Hoàng Linh, năm nay mình 8 tuổi, học lớp 2A8, trường tiểu học Ngô Sĩ Liên, tham gia cuộc thi tiếng hát tuổi hoa. Mình sẽ hát một bài có tên gọi là Từ rừng xanh cháu về thăm Lam Bác của nhạc sĩ Hoàng Long Hoàng Linh. Xin mời các bạn cùng thưởng thức.